Xin kính chào bà con cô bác nha. Nửa đêm nửa hôm trời mưa, nhà thì dột, đang ngủ có nhiễu tỏn tỏn tỏn, ngủ không được, đúng ngay cái giờ tí canh ba luôn mà sao ngủ mưa gió mà bị nhà bị dột, ngủ không được. Bây giờ phải kiếm cái gì, một là kiếm đồ ăn, hai là kiếm gì uống. Giờ mình suy nghĩ lại, ăn thì mất công quá, mất thời gian quá, thôi uống cho lẹ. Bây giờ mình tìm mấy biện pháp mà nhanh nhất, mình thông minh lắm, mình dùng biện pháp uống. Uống cái gì giờ, uống nước thì mất công đi tiểu, mà uống uống sữa thì nó lạnh bụng, tại vì sữa trong tủ lạnh nó lạnh lắm, mưa gió nữa mà đang lạnh. Mà bây giờ mình quyết định rồi, mình sẽ dùng bà cho mình vô shot. Đêm hôm ngủ không được này là lỗi tại định mệnh, tại ông trời, mưa gió mưa quá trời mưa luôn. Bây giờ mình sẽ vô shot nha, khó ngủ quá, khó ngủ quá. Mọi người ơi, giờ em khó ngủ quá, giúp em vé đi chứ. Mưa gió nha mọi người, giờ vừa mưa vừa bị dột vừa sấm sét, nghe sợ quá, ngủ không được. Giờ chắc mình phải dùng miếng này mới được, ăn mất công quá. Uống đi cho lẹ. Nhà dột cột siêu, vợ đẻ con đau, nhà hết gạo. Shot nha. Tôi chui đang chui vô cái bụi cây này, không thấy có, thấy có cây dừa không? Cây dừa giấu với tôi. Như mọi người khó ngủ quá, sao tôi gót chết cha, sao gót trời, tôi chơi luôn chiến này là mình dễ chịu, mà bỏ điện thoại xuống mất công á là mình không có tôn trọng mọi người, phải không? Tôi cầm luôn, tại gót xuống kiểu gót một tay lỡ đổ chắc liền, cầm gì luôn đi cho chắc cú. Vô miếng nha, mình rất là sợ sấm sét. Uống vô đừng cho đừng nhìn thấy nữa, nếu mình ngủ mình mở mắt không à, mình thấy sao ngủ. Uống luôn, uống miếng thôi, không uống hết đâu, tôi không có dụ đâu, tôi uống miếng à, uống hết chết. Nói chứ một chai nữa uống hoài không hết luôn, nó tiêu rồi. Rồi nhưng bà cho anh uống thơm thiệt, uống vô cả ấm cái bụng liền. Là mà mọi người còn nhớ cái cục đá có vàng của tôi không nè, nó chừng nào thiếu thiếu thốn nhầm ra bán. Mà nhà đâu ai biết được cảnh mà nhà dột cột siêu, mưa nhiễu tỏn tỏn tỏn. Buồn đầu, tôi nhìn tôi giống con tắc kè quá trời. Nửa đêm mưa hôm thì xuống đây giống như không biết có ai đang dựa tôi không trời. Lên rồi, cho số mà được, cho số nha. Giờ tí canh ba là xuống như này. Một khi mà tôi sợ lên đó là tôi lại khó ngủ, ngủ rồi nhá. Thà không sợ thôi, sợ lên là khó ngủ. Dùng miếng nữa nha. Nói chứ tôi nhấp môi mà. Tôi uống rượu nhiều được, uống rượu nhiều má la. Mình tôi uống lận bình đúng mà, uống nhiều má la. Uống cho dễ ngủ. Hy vọng nói chuyện xong mình sẽ ngủ, mình sẽ đi vào giấc ngủ. Uống miếng nha. Gót nó đổ. Ơi, có ai xuống vậy? Xuống xuống gì đâu sợ đâu, đâu phải tôi cùng đâu, đâu phải ăn trộm đâu. Ai ngồi xuống đây bẻ cổ hết đó. Đứa nào xuống đây nói một tiếng. Ok, nóng bụng rồi đó, bye mọi người nha, đêm hôm khó ngủ, bye 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 mọi người nha, bye mọi người nha.